xin chào mọi người cái video này là một cái video quan trọng cho tất cả những người giao dịch tiền điện tử có nghĩa là bạn mua bạn bán hàng ngày hay là bạn đầu tư dài hạn cái video này mình sẽ giải thích hai cái tín hiệu vừa rồi mình cung cấp cho cộng đồng Việt Nam cho những người đăng ký tín hiệu với mình trong nước và ngoài nước và đây là những cái video mình đã đăng và gửi thẳng vô tài khoản của những người đăng ký những cái giờ và những ngày trước đây và vừa rồi nó đã chứng tỏ nó đã xảy ra ok thì riêng video này ok thì đây là cái cái giờ đây là 9 giờ tối ngày 13 tháng 5 là ngày okay, 13 tháng 5 và mình sẽ mở nó lên mình chơi một chút xíu rồi sau đó là mình sẽ giải thích ok đây là cái giờ nó nằm ở dưới đây lúc nào cái video bắt đầu thì mình cũng sẽ cân nhắc về cái giờ mình sẽ thắt xác thật thôi ok thì cái đầu tiên mình sẽ nghe nó và sau đó mình sẽ giải thích ok và trong cái video này là ngày 13 ok ngày 13 9 giờ tối hôm qua mình đã cho bạn những cái thông tin này, ok và vân vân và vân vân. thì vừa rồi về sóng đi lên là đây là sóng một sóng hai sóng ba vừa rồi là nó tới cái sóng số ba thôi và sau đó là mình có cái sóng số bốn và sóng số năm. thì vừa rồi là trong cái video 9 giờ tối hôm qua là mình nói là cái sự, sự sập đổ, ok sự sập đổ đây là sóng số bốn và chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp, ok nhớ đây là cái video chỉ chứng tỏ những cái tín hiệu hai cái tín hiệu vừa rồi nó có chính xác hay không nhưng mà để xác thực đó thì bạn phải coi cái video 16 phút ok mình sẽ coi mình sẽ chơi cái video này để mình để bạn biết cái sự chính xác như thế nào ok vào. là vừa rồi và nói cái con giá đó nếu nó cắn con giá xấu chưa 62.800 62.800 above này, nằm trên 62.800 là cái đó là cái signal cái tín hiệu đầu tiên nó nói lên câu chuyện là lên 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 nhưng mà cái tín hiệu thứ hai nó nói lên câu chuyện lên là số 2 đây này số 2 đây đúng không đã giải thích trong cái video tín hiệu rồi là cái con giá mà nếu nó rơi được đây rơi được touches là lên 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 luôn là con giá là 63.465 thì ngay bây giờ là vừa rồi là nó gần nó nó râu ri nhưng mà nó gần gần đụng được cái vành vành chỉ vàng này thôi chứ không được gì hết nha vành gọi là cái cái số 1 đã xác thực là đã, đã đánh vỡ con này nhưng không đánh vỡ được cái gọi là cái đỉnh vừa rồi của nó ghép thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp thì đây mình sẽ đi lại một chút quá khứ và sau đó là mình sẽ nói về tương lai thì vừa rồi đây là cái tín hiệu là nó nó dài lắm nó tới 22, 22 phút lận ok nhưng đây là mình chỉ chủ yếu nói là cái vấn đề là nếu mà nó không đánh vỡ được con con giá 63.000 sáu bốn Ok thì nó sẽ hồi lại đó là sóng số 4, đây sóng số 1, số 2, sống số 3, số 4. Số 4 sẽ hồi lại những con giá nào? Thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho bạn những cái con giá, ok những cái con giá và nó hồi lại, nó hồi lại và nó chống ở cái vùng đó trước khi nó bay lên vân vân vân. Thì đây là cái tập 9 giờ tối hôm qua là mình cho bạn sự cái sự hồi này của sóng số 4. Nó 22 phút lận, ok. Ngay đây là chủ yếu là mình sẽ chia sẻ cho bạn để bằng bằng à rồi đây. Ok. Thì đây về cái sóng, đây là con gán ngay bây giờ trực tiếp vào, vừa rồi. Ok vừa rồi. Ok. Ở đây mình có dấu vài con giá cái chống lưng của sóng số 4. Ok, sóng số 4. Ok. À, xin lỗi bạn. Ok, sóng số 4. Đây là con giá hồi sáng mình cho bạn. Hồi sáng mình cho bạn. Ok, hồi sáng mình cho bạn lúc uh, 8 giờ mấy 9 giờ sáng. Ok. Cái chống lưng. Thì vừa rồi bạn có thể thấy là ngay bây giờ nó đang nằm ở cái chống lưng này luôn, 61.700. Ok, 720, 61.600 mấy. Ok. Vẫn vậy, đây là sóng 1 để bò lên, để cho một cái sóng nó thay đổi từ xuống nè, đổi thành lên, từ xuống đổi thành lên thì nó còn 5 sóng đi lên. 1, 2, 3. Và vừa rồi đây là những sự bay bỏng. 1, 2, 3 là mình cho cho bạn cái sóng số 3 này. Sau đó mình cho bạn cái sóng số 4 này. Ok. Là nó nhớ, nhớ là cái con giá vừa rồi cái vàng vàng này. Nha. Nhớ trong cái video này. Video này. Ok. Là mình nói nó không cắn được cái vàng vàng này. Nó không cắn được con giá là 63.000. Ok. 465. 63.465 thì nó sẽ hồi lại. Ok. Nhớ đây cân cân nhắc trong cái video vừa rồi luôn ok r được thì là lên lên luôn lên luôn mà lên luôn á thì rõ ràng là lên tới cái vùng bao nhiêu ok nhưng ok vừa rồi là mình nói là nó không r được cái con cái phần vàng này đúng không thì trong cái video này có giải thích nè ok đây r được là lên luôn rồi ok lên, lên luôn rồi 63 000 ba ok bốn trăm mấy ok nhưng không r được thì nó sẽ hồi lại và nó hồi lại là nó hồi lại cái gì nó hồi lại thì nó hồi lại cái sóng số, số 4 và đây là cái chống lưng của sóng số, số 4 đây ok sáu mươi 62 462 62.000, 61.720. Đây là sóng số, số 4, đây là sóng số, số 1, đây là sóng số, số 2, đây là sóng số, số 3, đây là sóng số, số 4. Sau đó mình có sóng số, số 5. Sóng 5 sẽ rơi vào con giá này. Nhưng mà chủ yếu là nó chống được cái con giá này hay không? Nha, chống được ở cái con giá này hay không? Nhưng nhớ đây là cái tín hiệu cũng đây là cái tín hiệu hồi hôm qua. Ok, còn riêng ok hồi sáng, ok thì đây là mình chơi cái video sáng. Hồi sáng này hồi trong cái video trong ngày hôm nay á mình gửi cho bạn hai cái tín hiệu của BTC cái video này á, thì mình đang ở giữa rừng như vậy thì mình gửi cho bạn để bạn biết đúng không thì trong cái video này mình cân nhắc với những con giá này thì đây bạn có thể nhìn thấy được những con giá này và cái video này á ok bạn có thể thấy là lúc đăng lên nghe đăng lên cho gửi thẳng vào tài khoản của những người đăng ký á, thì nó là là 9 giờ sáng 9 giờ sáng thì mình nói những cái thứ này thì vừa rồi nó đã xảy ra vừa rồi nó cái sự sập này sự sập này sự sập sự sập sự sập sự sập này thì mình nói trong cái video này lúc 9 giờ sáng và vừa rồi nó mới sập thôi vừa rồi nó mới sập thôi ok vô Coi lại nghe mình nghe lại chút xíu. Xin chào mừng. À, cái video này là một cái video tín hiệu của BTC. Ngay bây giờ là 8 giờ 48 phút sáng. Uh, thì chút nữa mình về văn phòng mình sẽ làm cho bạn một cái video chi tiết hơn. Nhưng mà uh, mình muốn nhảy lên để chia sẻ cho bạn thì mình vừa rồi sẽ làm cho những cái giờ vừa rồi. Ok. Thì vừa rồi nó bò lên như vậy, nó bò lên, nó bò lên thì ngay bây giờ về đêm xong thì cũng vậy, nếu bạn nhìn được màn hình của bạn. Thì cái sóng vừa rồi đi lên nó, nó là sóng xanh và nó mới chỉ có ba sóng thôi, nó mới chỉ. Đây là cái sóng xanh. Ok 1 2 3 nó chỉ có ba sóng thôi. Ok ba sóng thôi. Ok. ba oh, sóng thôi thì rõ ràng để trong thay đổi thì mình cần năm sóng đi lên năm sóng đi lên và vừa rồi cái sóng xanh vừa rồi trực tiếp đó, nó mới lên có ba sóng mà nó phải cần cái sóng số bốn và sau đó là lên một đợt là một sóng số năm thì đây là cái cái chống gọi là những con số của sóng số bốn sóng số bốn nó sẽ rơi vào những con giá này và mình đưa cho bạn và sau đó là mình có một con giá Gọi là cái giá quan trọng nhất cái sóng số bốn xuống được không sóng số bốn đây là cái lên của nó sáu mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi thì vừa rồi bò lên, lên như vậy bạn có ba sóng đi lên đây đây là những con giá vừa rồi chống lên của sóng số bốn và bạn có thể tắt đi tất cả mọi thứ thì nó ngừng ngay ở cái vùng này râu ria mình không tính ngay râu ria mình không tính rõ ràng là PPI được đẩy ra ngày hôm nay nó sẽ chỉnh sửa một cái thị trường một chút xíu nhưng nó sẽ vẫn đi theo cái hướng mình mình cần đi đây bạn có thể coi là con giá ok râu ria mình không tính ngay râu ria không tính ok thì vừa rồi là cái chống lưng á cái chống lưng quan trọng là 61 61 720 cũng giống như là cái video hồi sáng mình làm cho bạn 9 giờ sáng ngày 9 sáng đây là cái video cũ rồi không có thể áp dụng cái video 9 giờ sáng bởi vì mình mới gửi cho bạn một cái video lúc 6 giờ chiều coi cái video đó bạn mới chốt đơn được ngày hôm nay thì à, tiếp tục cái, nghe cái video này đi ha rồi sau đó là mình sẽ giải thích đó là những con giá trong lớp những con giá quan trọng á lúc nó hồi lại nó hồi lại nó sẽ có một cái hồi lại thì ok đây là 9 giờ sáng nha ok 9 giờ sáng thì lúc giá ở không giá còn khoảng là 63 000 9 giờ sáng đây bạn có thể đi lại thời gian đây 5 giờ sáng là 7 giờ sáng là 8 giờ sáng nè

nó chống được ở con giá này thì sóng số, số 5 được diễn ra. Không chống được thì rõ ràng chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Rõ ràng ở dưới đây mình có những con giá, những con giá nó sẽ hồi lại đúng con giá đó trước khi nó bay bổng đi lên vân 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 hay là nó hồi xuống đó là nó sập luôn vân vân vân. Thì riêng cái video này mình chứng tỏ là cái sự sập này vừa rồi xảy ra nha. Mới có ba sóng đi lên là mình nói về cái vấn đề ba sóng đi lên, sóng số 4 sẽ xảy ra. nha và nó rơi vào cái khung giá này. Rung khung giá này. Đó là sóng số 4. Nhưng mà rớt dưới cái con giá này Rớt dưới cái con giá này thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp Bạn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp không? Đăng ký tín hiệu Mình mới gửi qua cho anh em rồi 6 giờ tối 6 giờ tối mình gửi qua cho anh em rồi Còn cái video này là gì? 9 giờ sáng Thì nó là, là vậy Rõ ràng cho những người nào mà Bạn muốn chốt đơn Bạn muốn nhân cái tài khoản của bạn lên ok Bạn phải cần coi cái video này ok Rõ ràng là trên mạng xã hội mà đúng không trên mạng xã hội thì làm sao mà bạn có thể xác thực thật cái tín hiệu của một người nào Cái phần trăm chính xác nó như thế nào Ok, thì có một cái video để bạn coi Nếu bạn muốn nhân cái tài khoản của bạn lên Bạn muốn có được tự do tài chính trong những cái tháng và những cái năm tới đây Mình khuyên bạn coi cái video này Ok Nó chỉ có 16 phút Thời gian của bạn Và nó có thể giúp bạn Nghe nó có thể giúp bạn nhân cái tài khoản của bạn lên Nó có thể giúp bạn có được tự do tài chính trong những cái tháng và những cái năm tới đây Ok thì chờ mình đang chuẩn bị tìm cái video đó cho bạn đây. Ok. ok. Đây là cái video. Tính hiệu giá BTC Ethereum altcoin của tôi chính xác tới 90-95% làm thế nào để kiểm tra nó? Kiểm tra. Kiểm tra phải xác thực bằng dùng não bộ và dùng con mắt các bạn. Tính hiệu mình cung cấp cho cộng đồng Việt Nam hơn 17 tháng từ tháng 1 năm 2023. 23 nha. Cho tới cho tới ngay bây giờ. Cho tới ngay bây giờ. 16 17 tháng à, uh, rõ ràng từ tháng 1 năm 2023 cho tới tháng 4 năm 2024 tháng 4 năm 2 tháng 4 năm 2024 ngày 25 tất cả những cái tín hiệu đã được mở khóa mở khóa thì bạn bỏ thời gian ra coi cái video này đây là video hướng dẫn làm sao xác thực cái tín hiệu vừa rồi ok và cái tín hiệu cái sự sụp đổ ngay cái sự sụp đổ từ ở cái vùng 73.800 đây Ok bạn có thể quay lại coi mà Bạn có thể quay lại coi Ok trước khi nó xảy ra Trước khi con giá nó bay lên trên cái vùng này Ok Mình đã cân nhắc ở cái đây